Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống có chuyến đi giao hàng tớp những loại cây giống to để trồng sinh thái nha. Anh lấy rất là nhiều loại cây luôn nè. Giống như cây đầu tiên Ly chia sẻ cũng như là cây trước màn hình quý bà con chúng ta, đây là cây bồng bon Thái nha. Cây bồng bon Thái anh lấy cái cây này là hai thân. Đây. Một cây nhưng mà nó sẽ chia ra thành hai cái thân giống như vậy, và bên Ly sẽ ghép thành hai cái bo luôn. Đây ha. Cây như vậy thì chúng ta trồng rất là khỏe nha bà con. Tàn sau này nó rất là nhiều nè. Cây như vậy thì bên trung tâm cây giống đang cung cấp với cái giá là 1,2 triệu trên một cây ha. Rồi anh lấy thêm một cây nữa nè. Đây ngay chỗ cái nạn ná này thì bên Ly cũng ghép vô thành hai bo luôn nè ha. Cây này nó lớn lên thì nó sẽ chia ra giống như vậy. Bồng bon Thái thì ăn rất là ngon rồi nha, giàu dinh dưỡng, giàu vitamin. Bồng bon Thái thì chúng ta ăn nó ít ngủ, ngọt đậm hơn, và cái tỷ lệ đang thành chùm nó sẽ nhiều hơn đấy nha, tức là trọng lượng của trái nó nặng hơn. Cây này thì chúng ta cũng có thể phát triển để trồng kinh tế. Rồi tới cây thứ hai. Cây thứ hai Ly chia sẻ đó chính là cây nhãn ghép hai bo. Đây, cây nhãn ghép hai bo, bên đây là cây nhãn Long Phụng Châu nha. Còn bên đây là cây nhãn Long Tím nè. Đây, đây là cây nhãn Long Tím ha. Đây là những cái trái đây. Bên đây chùm trái đây nè. Đó, trái rất là đẹp nha. Đó. Nhãn Long Tím thì chúng ta trồng nó sẽ ra trái màu đỏ đỏ tím tím giống như vậy, nhìn nó rất là đẹp. Còn bên đây thì nhãn ăn ngon, ra trái màu vàng nha. Nhãn Long Phụng Châu thì ăn cực kỳ ngon rồi. Ly thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta cũng rất là nhiều rồi ha. Đây một cây nhãn ghép hai bo thì bên Ly đang cung cấp với cái giá là 2,5 triệu trên một cây. Rồi đây là cây nho. Nho này là nho ra trái vàng, nho thân gỗ nhưng mà ra trái màu vàng. Anh cũng lấy cây to luôn nè. Cây này cao to lắm, sum xê hết rồi nè. Cây này về thả xuống chậu thì nó sẽ ra hoa thôi, nó thèm đất lắm rồi. Rồi anh cũng lấy thêm là 4 cây nho thân gỗ 12 vụ. Cây này thì 800 ngàn trên một cây nè. Bên Ly cũng có gắn mã gắn số vô hết ha. Nho thân gỗ 12 vụ thì trái nó sẽ ra màu đỏ nha. Đây, hình thức trái nó giống như vậy. Đây, hình thức trái thì nó giống như vậy đây. Đó, hoa thì nó sẽ ra trong thân giống như vậy. Trái nó ra màu đỏ đỏ giống như vậy ha. Đây nữa nè, đây cũng có hoa nữa nè. Nho 12 vụ thì chúng ta cũng có thể là trồng phong thủy nè, trồng chậu được nè ha. Trái hầu như là nó sẽ ra quanh năm, ăn cũng rất là ngon, chua chua ngọt ngọt nha. Rồi anh lấy thêm một cây nhãn Long Phụng Châu. Nhãn Long Phụng Châu cây này là cây không có ghép chung với cái loại nào hết, chỉ ghép riêng một loại là nhãn Long Phụng Châu thôi. Đây, cây này thì bên Ly cũng đang cung cấp với cái giá là 2,5 triệu trên một cây ha. Lấy cây giống này về dưới chúng ta tưới kích rễ ở trên, chúng ta phun vọt đọt thì cây nó sẽ ra xum xê thôi nha. Nhãn Long Phụng Châu cực kỳ dễ trồng luôn ha. Cây tiếp theo là cây vú sữa Mika. Anh lấy thể loại là cây to luôn nha. Cây to, cái hoành này chắc cỡ 20 ạ. Đây, vú sữa Mika. Cây này thì bên trung tâm cây giống đang cung cấp còn số lượng nhiều lắm. Có cây nhỏ hơn thì 500 ngàn, và có cây to hơn tí xíu là 1 triệu. Còn gốc này to hơn thì giá nó sẽ cao hơn một chút xíu nha. Anh cũng có kèm theo những cái loại cây giống nhỏ nữa nè, giống như là cây dâu xanh đó, cây măng cục thái ghép, rồi có phân bón nữa nè. Đây, rồi có sầu riêng, rồi cây bồng bon nhỏ nữa nè. Tại vì anh trồng sinh thái, trồng sau khu vườn nhà mình. Anh cũng có thể là trồng cây độc lạ, rồi trồng để cho khách đến vườn để có những cái cây độc lạ tiếp khách đó bà con. Anh cũng có lấy thêm một cây táo tàu nữa nè. Đó, cây táo tàu là cái cây cao cao đây nè. Đây. Đây ha. Cây táo tàu, cây to. Ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống có chuyến đi giao hàng về tớp những loại cây giống to. Thì bên Ly còn số lượng rất là nhiều, nhiều thể loại cây giống nữa nha. Giống như lựu đỏ Ấn Độ nè, quýt đường nè. Rồi Likima Thái nè, chanh vàng Mỹ nè, tắc cẩm thạch nè, tắc ngọt nè. Đa dạng về cây to. Nếu như anh chị là chúng ta quan tâm thể loại cây giống như thế nào thì bên trung tâm cây giống đều có cung cấp cho quý bà con chúng ta đầu tư nha. Giống như cây trước màn hình quý bà con chúng ta, đây là cây hồng đen sô-cô-la, cũng là cây đang cho trái luôn, cây to nè, một chùm trái nè. Ở trong một chùm trái luôn, nhiều lắm, cây này cả chục trái lận. Anh chị nào chúng ta thích đầu tư giống như thế nào thì cứ gọi ngay vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống thì có đồng hành cùng quý bà con chúng ta quy trình chăm sóc cây con luôn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.